Các bạn sáng. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì tiếp tục series các trò chơi nhanh tay, nhanh mắt, rồi khéo tay, khéo chân. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục chơi nhé các bạn nhé. Thì hôm nay sẽ vấn tôi với vợ tôi một bè, cho Vinh với Sáng một bè. Chúng tôi sẽ chơi 5 trò, đội nào thắng nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng và nhận 1 triệu đồng từ tôi nhé các bạn nhé. Lần trước thì anh em mình hợp tác không vui vẻ rồi, thì lần này cố gắng hợp tác vui vẻ nhá. Rồi, em phải cố gắng giành chiến thắng ở cái clip này để nhận tiền từ anh Côn. Rồi. Dạo này anh em mình đói kém quá rồi mà thi đấu không hoàn thành được thử thách này thì cũng không được. Rồi, lần này tôi sẽ cố gắng chiến thắng nhá các bạn nhá. Không thả nội liễu gì đợt trước nữa. Không nói nhiều nữa. Trò đầu tiên thì tôi sẽ bịt mắt vào, cầm gậy khua khua bọn này. Hai thằng này có quyền di chuyển vùng quanh sân này ấy, nếu mà anh chặn vào 2 lần là chết nhá. Rồi chúng tôi sẽ chơi tính giờ, đội nào mà bắt được đội kia nhanh hơn sẽ là đội chiến thắng, hiểu không? Ai hiểu không? Rồi. Anh bịt mắt chúng mày, không bịt mắt chúng mày chạy, nhưng mà chạy vòng quanh sân đây không lên yên nhá. Rồi gậy này chạm vào người 2 lần. Tí anh chỉ mua ra là gì, chúng này em đứng ở góc này em được đi. Em chạy thoải mái. Chạy luôn, nắc đứng lên đứng xuống là chạy thoải mái. Rồi. Nhưng mà chạy một lần là vẫn sống nhá, chạy lần thứ hai mới là chết. Rồi, tính giờ xem đội nào bắt đội kia nhanh hơn sẽ là đội chiến thắng. Thì chúng tôi nói kiểu hơi dài dòng nhưng mà các bạn xem là các bạn biết. Sẵn sàng chưa? Rồi sẵn sàng. Bắt đầu, thời gian được bấm. Rồi, đây tôi đã vụt này. Đây là mới đầu thì tôi vụt chậm thôi, chốc tôi vụt nhanh này, bọn này không lẽ được đâu. Cua rồi, kia dừng lại để làm mình nhảy hút ra. Sáng hết rồi, chơi sáng nhỉ. Mẹ chết rồi, nó chờ Quỳnh Quỳnh ở hút đâu, vẫn chưa bị bạn nào ra. Cố lên, ôi 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 ôi, cố lên, đây sáng quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Suy nghĩ dùng cái đầu đi. Cố lên. Vừa đấy mình toàn thua xa giờ, kéo mình nó ở ngay quanh mình. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Mình cứ nghe tiếng chân chạy nhá. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. À mà tôi ở gần chạm mít đó rồi. Nhưng mà nó đã mít nữa rồi. Cố lên. Mình cứ chạy đi. Ta lúc. Ta lúc. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cầm chúng mình thế nào đi. Cố lên. Khó ghê nhỉ. Vinh ngơ đuổi nhanh thật. Lần này anh em mình thắng rồi Vinh ạ. Không có ở đây đâu. Ở đây lại. Bắt Vinh lên thôi. Ta đố. Ta đố. Ta đố. Dùng thế số nào. Một lần chạm Vinh nhỉ. Chạm Vinh nhỉ. Rồi. Thả làm mấy cái lần nó chơi bịt mắt đuổi bắt đây này, nó lé giỏi thế. Rồi. Thời gian là hết 2 phút 27 giây nhé bạn nhé. Đợt bạn ai vụt cho Vinh vụt chứ gì nữa. Tôi luôn luôn là tin tưởng đồng đội các bạn ạ. Các bạn cứ bảo là tôi kéo tay nhưng mà tôi gọi là tin tưởng đồng đội nhiều hơn. Vinh cố lên nhá. 2 phút 27 phải không bác Ngoạn? Rồi. Em ơi. Tin tưởng em ạ. Cố gắng lên lé thật giỏi nhá. Nó bịt mắt nó không nhìn thấy đâu. Chuẩn bị chưa? Rồi. Thời gian bắt đầu. Rồi. Các bạn tôi đã chơi trên tập nhá. Chân của em thua em ạ. Chết rồi, không nghe đâu ạ. Anh thua một cái rồi. Cố lên đi. Anh chọn
Thôi các anh, quán tôi vặn này như anh cô nhá. Cảm ơn của em một này. Bắt đầu của anh. Chạy đi, đi. Không phải chạy đâu. Hình, hình, hình. Em mua, em mới bắt được cái nào. Mình đang uống cái tôm cũng không rồi các bạn. Chung đi các bạn, các bạn thi đấu ơi. Em ơi, tháng được 1 triệu đấy, em đừng có biểu diễn thật. Đó, tất cả em có biểu diễn đi. Không có ở đây rồi. Rồi, chạy đâu hết chưa? Rồi, chứ tạo tôi gì? Tôi là của Tuất mà thôi. Nhà tính thính năm. 1 phút 34. Rồi, các bạn ơi. Đội tôi bị bắt khá là nhanh các bạn ạ. Có 1 phút 34 chúng tôi đã bị bắt rồi. Thấy chưa? Tôi bảo rồi, tin tưởng Vinh thì lẻ là đúng đắn. Tôi đã bảo rồi, anh Côn sao lại được. Anh Côn chạy ư quỵt như thế thì làm sao mà tôi cũng được. Tôi thính lắm, tôi tuột tuất, tôi chó thì tai thính lắm. Đấy, cho nên là tôi mới cho Vinh tiền lẻ khua chứ. Gọi Vinh không, Vinh nó đùa nó bắt thì không giỏi nhưng nó lẻ công nhận giỏi thật. Tôi đuổi mãi không bắt được nó. Đấy. Sau lưng anh thì rồi, không nói nhiều nữa các bạn ơi. Thì trò đầu tiên chúng tôi đã thua rồi. Giờ chúng tôi tiếp tục sang trò thứ hai nhá. Ok. Thì là lần trước anh em tôi thả quá này, anh em tôi không thả. Đấy, thì anh Côn mới cả thị thảo thua gì đâu. Bắt luôn, đứa được luôn. Cho thắng trắng 3-0 luôn. Ờ đúng rồi. Và thứ hai này, nhanh tay nhân mắt các bạn ơi. Gạo thì như nhau, đố như nhau. Đố là mỗi bên có 40 hạt. Thì giờ chúng tôi sẽ đảo lên. Rồi hai đội chọn, đội nào mà chọn hết 40 hạt là trước là đội chiến thắng, hiểu không? Rồi đấy, tự đảo lên đi. Nói biết ngay mà. Đảo tơ lên. Rồi ok. Rồi tôi tơ nhá. Rồi, tôi chưa ăn côn. Rồi. Rồi. Rồi em ơi, em nhặt được hạt nào rồi đếm nhá. Đếm hạt đó. Đếm cứ 40 xem 40 cái là. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi, hết trước rồi. Trọng tài. 1 2 3 bắt đầu. 1 2. Vinh đếm nhá. Rồi. 4 5 6 7 8. Anh em mình nhặt lên trên trước. Anh được 8 rồi, em được mấy? 9. Cái này giống là mẹ tấm hay mẹ cám này các bạn nhỉ? À, sáng có biết không? Tấm cám. Tấm cám. Yeah. Bà mẹ ghẻ bà bắt xong mới cho đi chơi à? Nhặt xong mới cho đi chơi à? Khổ thân tấm. À. Nhưng mà được chim sẻ nhặt hộ. Ờ. 11. Anh em mình cũng đang là chim sẻ. Anh em mình là tấm rồi. Có chị Thảo là cám thôi. Chị Thảo hư lắm. 12. Vinh được mấy rồi? 19 rồi. Cộng hình như hết rồi sao? 19 rồi á? Ừ, 19 rồi. 12 rồi. 3 rồi, 4 rồi, 5 rồi, 6 rồi, 7 rồi, 8 rồi, 20 9 rồi. 20 rồi. 10, anh 20 rồi, em bao nhiêu rồi? Anh đếm đi. 20, 21. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Các bạn ơi, tôi đã 40 hạt rồi. Đấy. Mình hết rồi, mình cũng 20 rồi thế này. Anh bao nhiêu? Anh được mười mấy. Cái sáng như ít thế kia chắc được 15, 13 thôi. Đây là các bạn ơi, tôi đếm bạn này nhỉ. 1 đôi nhá, 2 đôi nè, 3 đôi nè, 4 đôi nè, 5 đôi nè, 6 đôi nè, 7 đôi nè, 8 đôi nè, 9 đôi nè, 10 đôi nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 là 16 là 17 là 18 19 20. Yes. Anh nhặt kém đi các bạn. Tôi nhặt được 20 rồi sao thì 17 với 8 đâu các bạn. Đấy, anh nhặt được cái gây mà. Thế chán tôi đầy đây. Tôi đầy flex đây rồi mà sáng mới được 7 8 cái rồi các bạn. Thì ra sáng mắt kém hơn tôi, sáng mắt bị cận các bạn. Đúng mắt cận. Cận liên quan gì em? Mắt cận không nhìn thấy gì thật đúng thật. Rồi các bạn ơi, vậy là trò thứ hai chúng tôi đã chiến thắng để rút Sam hòa tỷ số 1 đều nhá. Thì tiếp tục chúng tôi sẽ sang trò tiếp theo. Các bạn ơi, trò tiếp theo thì chúng tôi sẽ làm vớ 3 quả bóng bay. Ai đội nào làm vớ ít hơn sẽ là đội chiến thắng. Thì chúng tôi chơi như thế này. Đây là xúc xắc. Chúng tôi sẽ lắc xúc xắc nó vào mặt nào, ví dụ như vào mặt 3 là chúng tôi sẽ bơm 3 hơi. Rồi cứ thế đổi nhau thôi, đội nào làm vớ bóng bay là thua rồi, hiểu chưa? Rồi. Rồi, Vinh nắc đi. Ok, em nắc luôn. 6 điểm em đi.
6 điểm cho anh. Bơm phát 6 cái. 1. Ui, một cái. Cộng 1 cái mà. 5 1 2 3 4 5. Rồi đâu ra. Đội làm vớ là thua đấy. 5 cái. 1 2 3 4 5. Rồi em. 4. 1 2 3 4 6 2 cái. 1 2. Rồi em. 2 2 1 2. Này cũng lâu hết. Hai đấy, còn hai rồi. Mấy? 2 3 1 2 3. Sắp bữa rồi. 4 4 1 2 3. Hỏng rồi. Phá rồi. Các bạn ơi, đang thực hiện thử tách thì bơm hư rồi nhỉ. Dí tiếp tục thì hỏng hết. Chán thật các bạn ạ. Rồi, cái bơm ngày nghìn thì nó chả hỏng. Thì chúng tôi sẽ bỏ trò này, chúng tôi chơi trò khác nhá các bạn nhá. Thì hiện tại tỷ số vẫn là 1 đều. Trò thứ tư nhá, nói trò thứ tư được, còn nói trò thứ ba cũng được. Nhưng là tỷ số hiện là đang 1 đều. 1 đều. Nói tóm lại là trò tiếp theo các bạn ơi. Thì ở đây sẽ có hai quân bài nhá. Thì chúng tôi sẽ tung lên trời. Thì rất đơn giản thôi. Hai đội sẽ lượm vào, lượm hết rồi đội rồi đếm lá bài. Đội nào nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Rồi. Mấy cái trò căn bản là giờ hết trò chơi rồi các bạn. Giờ toàn trò linh tinh thôi. Nhưng mà không sao. Chuẩn bị chưa? Anh ơi cố gắng nhá. Rồi, anh em mình khua đẩy thì thảo hay con đai anh em mình đặt nhá. Rồi. Vinh ơi cố lên đưa tay trên em ơi. Ui mày nó dính xuống đất khó chặt thế các bạn ơi. Lên. Vinh ơi đừng lên cướp mà. Ơ rồi thế đừng lên cướp mà. Ôi sao nhanh thế nhỉ. Kìa nhanh cánh. Ôi sao đội tôi làm ít ra nhỉ? Bạn Vinh là một tầm luôn. Vinh đâu? Sao sao nhận được bằng tôi? Không, các bạn là không, các bạn là chúng tôi tung lên nó ló dính. Ló dính ở đây một tập hay là Vinh ra vơ cá là được một tập luôn. Các trò này khả năng Vinh thắng rồi. Thắng rồi các anh, tôi đều đó các anh. Không cần phải đếm luôn, không biết khả năng là Vinh thắng rồi. Từ đếm đi nào. Rồi. 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8. Ô cơ không đâu. Chúng tôi nhiều lắm các bạn ạ. 8 rồi. 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 36 37 37 38 39 40. Tôi thắng chắc rồi. 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 à! Chị Thảo vừa hết rồi, vẫn đi giặt thêm 10 khối con nước à. Để một cái này thôi em ơi. Các bạn ơi, mới đầu tôi tưởng Vinh nhiều mà hóa ra đội tôi vẫn nhiều hơn. Đội tôi chiến thắng các bạn nhá. Sao? Rồi. Vậy là chúng tôi đã nâng tỷ số lên 2-1 nha các bạn nhá. Thì tiếp tục chúng tôi sẽ sang trò tiếp theo. Vinh ạ. Hôm nay nếu mà được 1 triệu anh Côn, anh nghĩ là anh em mình lên đi uống bia ăn mừng. Ừ. Mặc dù anh em mình đang bị thua, anh Côn đang dẫn trước tỷ số 2-1. Đúng. Kiểu gì anh em mình 2-1. Chiến thắng. Khả năng là cứ đi làm chầu bia ăn mừng trước nhỉ. Ừ, thế xong à? Rồi về thi đấu tiếp. Ừ, nhớ uống bia xong nó có sức khỏe, mình thi đấu nó lại ăn ý hơn. Kiểu nhanh hơn nữa. Thua ăn mừng, thắng ăn mừng rồi. Thua ăn mừng, toàn ăn mừng. Được đấy. Được không? Thôi cố gắng vào trận thứ tư, thứ năm này thì tôi với Vinh thì lẻ cố gắng chiến thắng cả hai lần còn lại để lên tỷ số 3-2 luôn. Rồi ok. Thì anh em mình thắng luôn thì đi ăn mừng một thể cho nó vui. Cố gắng nhá các bạn nhá. Rồi anh em tôi sẽ cố gắng. Và tiếp theo khá là đơn giản. Đội nào mà rót tràn cái ra ly nước này là đội thua thì chúng tôi sẽ chơi 3 tháng 2 nhá. Rồi. Thì hiện tại là đang là 2-1 nữa. Anh em mình cố gắng thắng trò này luôn để kết thúc video. Rồi, khóa kết thúc được lắm anh ạ. Đơn giản không? Em với Vinh là quyết định rồi, tí nữa là đem 1 triệu của anh đi ăn mừng rồi, đi uống bia ăn mừng rồi. Em ơi nếu mà không được là góp vào à? Không được thôi. Không được anh em. Vẫn là uống bia ăn mừng sự hợp tác của anh em mình nha. Rồi không nói nhiều nữa, anh rót trước nha.
À. Ít thế anh. Cạ gì. Được mà tí giỏ tìm phạt một đôi. Chán ơi, chán đi. Vinh. Em quay ở đây là thế này là rồi. Sáng. Em. Chim của mình tí hết em đó. Em giỏ một giọt nữa. Chán rồi. Nhiều em. Nhiều chán nữa. Cầm cầm cốc luôn đừng chạm vào bàn này. Chán đi. Chán đi. Chết thì thẳng luôn. Còn đấy, thỏa uống đi, ăn chơi đi. Thỏa giọt thôi. 3 giọt vào tràn. À. Trả chơi đi. Được, em, cố gắng một giọt thôi. Chết thì thẳng. Tràn ạ. Rồi, Vinh. Tràn chưa? Dạ thôi, nhẹ thôi, ít thôi. Chết thử nhé. Chết thử nhé. Ôi, chưa tràn đâu. Thật giọt nữa. Sáng. À, sáng rồi quên. Lắc thế nhỉ. Đứng lên Thảo đừng chạm tay vào bàn nhá. Giỏi không? Một giọt thôi. Thật thấp rồi. Đó. Chưa đàn đâu, chưa đàn đâu. Nước cao hơn mặt ly đấy. Ít thôi. Nhiều. Tốt. Rồi. Ngoài, Vinh ơi, cố lên em ơi. Đừng chạm bàn là được. Đừng chạm bàn em ơi. Cố lên. Xa ra, giữa vào giữa. Thôi. Rồi. Rồi. Ui các bạn ơi. Trong thế lái mà vẫn chưa chạm. Chạm rồi các bạn ơi. Chạm rồi. Thôi không sao cả, anh em mình thắng được một vòng đầu. Cái vòng đầu tiên là tỷ lệ anh em mình thắng cao lắm. Anh em mình còn 2 cơ hội cơ mà. Rồi ok. 2 cơ hội này thôi dứt điểm luôn nhá. Rồi, các bạn ơi, tiếp tục. Rồi, giờ chúng ta chơi trước đây, vừa ai trước rồi. Từ từ thôi. Các bạn cứ phải nhiều vào. À, con toát ít thật anh em. Toát đầy vào luôn em ơi. Đầy luôn để cho máu để. Rồi, anh em. Thì đảo toát đầy vào nữa. Rồi, ok. Rồi, bỏ mãi đi. Đừng trên bàn nữa, thì đảo ơi, đừng bỏ tay ra. Thì đảo đừng chơi ăn gian. Rồi, cái này nó... Bác bảo đây cái này nó thấp về sau quay ra đây quay cho tới cái này dính cái này rồi đó. Đấy, ơi, đấy đi. Đấy là bạn hơi nghiêng. Đúng rồi, bạn hơi nghiêng. Rồi, ok. Đó. Mấy cái phải tiếp phải để lau lè này đi chạm không biết đâu. Được, biết. Rồi, sáng. Nhớ nghe, mọi người cầm cốc lên nhưng đừng để nó chạm vào. Ok. Rồi. Đừng chạm bàn là được. Phải lăng vấn tràn rồi sao rồi. Cơn vui lắm. Cơn lắc đi. Thế này thôi chứ nào. Rồi em Thảo. Thôi. Sẵn rồi. Chán rồi. Chán rồi. Ba lần rót nữa em ạ. Bình nhẹ nhàng thôi em ơi. Nhẹ nhàng em đi rồi đấy. Nhàng. Sao chán rồi. Anh Côn. Tôi nghĩ anh Côn là chán rồi. Chán rồi. Ui. Rồi. Đúng một giọt. Gian đấy chơi được rồi. Trời ơi, đấy gian gian này có đẳng cấp mà. Anh cứu cho tôi. Cao thế. Vì. Trời ơi. Vậy mà. Ui hoài Vinh ơi. Mình chán sát rồi. Hoài. Một giọt. Em một giọt được như anh cô này khả năng hoặc cơ vẫn sống. Vinh lại đổ hết đẳng cấp. Đừng nghe anh cô. Rồi. Chưa. Lại tôi chắc chỉ nửa giọt cho một giọt chắc là tròn tràn các bạn. Rồi ơi. Rồi. Tràn hết đằng sau rồi các bạn. Tràn hết đằng sau rồi. Nói tóm lại là tràn rồi các bạn ạ. Đó chứ bảo rồi khéo léo là sao bằng tôi được, mới sáng được. 2-1. Các bạn ơi, vậy là qua mấy trò tỷ số đang là 2 đều nhá. Giờ chúng tôi sẽ chơi trò quyết định. Đấy, phải tin tưởng đồng đội như thế, đúng đấy. Tới vòng cuối cùng rồi, vòng này là vòng quyết định rồi. Anh em mình không nhường nữa. Vì cái mục đích uống bia em ạ. Ok. Cố gắng nhá. Cố gắng. Hôm nay mà chiến thắng anh em mình làm 2 két. 2 két gì uống say không răng về. Rồi ok. Không say không về. Trò thứ 5.
một người sẽ kẹp vào lách này rồi, rồi người của mình chạy từ kia lên đây mở cái này rồi uống hết chai nước, mở xong rồi mình có thể lấy khỏi ra lách mình dốc thẳng cái này nhá, uống hết chai nước người lại uống hết rồi lại tiếp tục lấy vào đây rồi người lại uống, đội nào hết trước đội chiến thắng. Đơn giản không? Đơn giản. Rồi đơn giản rồi đấy, đội bạn ai kẹp trước để Vinh kẹp trước. Tôi rất tin tưởng Vinh thì bởi vì là về sau thì Vinh sẽ là nước rút mạnh hơn, cho nên là tôi tin tưởng Vinh, tôi để Vinh uống về cuối cùng. Ok. Kẹp bên này ai? Em ơi phải kẹp chặt vào để anh ấy mở được lắp nhá, hiểu không? Chặt vào nó mới không bị xoáy, hiểu không? Đấy lúc nào ấy rồi. Được, thế là đúng rồi. Đúng rồi, được, được, được. À. Rồi người thứ hai thì không phải chạy đâu nhá, người thứ hai ở đấy rồi thì người kia uống xong người kia kẹp luôn rồi người kia mở luôn nhá, chỉ chạy người ta lên nhá, hiểu không? Được. Rồi chậm tài. Rồi. Hai vận động viên sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu. Kẹp chặt lại em ơi. Lên. 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 Cường lên. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Vỗ tay nhá. Cố gắng lên. Kìa con thơ cô kìa. Các bạn sáng rồi. Vỗ tay đã. Cố gắng lên. Kìa. Kìa các bạn ơi. Kìa. Kìa. Chạy ổ. Đội côn uống hết một chai rồi, đội sáng vẫn chưa mở rồi các bạn ạ. Sáng nó liền răng, răng nó yếu hơn các bạn. Ôi, bỏ tay vào đó được rồi. Ô kìa, mày điên rồi, kẹp vào uống một lách không mà. Kẹp uống một lách không? Không. Không cần kẹp nhưng mà ai cho em dùng tay em hất hả? Ngồi luôn lại cho dùng tay. Em không ra thế nào à? Không mạnh ạ. Kẹp cắn ra ngang đây thôi. Đấy. Xoáy. Xoáy gì? Ấy bằng dâm hàng đi. Kẹp vào dâm hàng ấy. Đấy, dâm ra rồi. Đấy. Rồi, rồi, rồi. Mấy lần nữa là ra. Hết rồi. Nào, nào. Thế này, bọn em cứ này thôi à? Ừ. Đứng gây dịch vào sáng ơi. Đấy, tất cả rồi. Quay, em quay xoáy, em phải xoáy. Đó, đúng em. Rồi. Xoáy, xoáy thế. Thế, đúng rồi. Rồi, một cái nữa là ra rồi. 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 Há to mồm ra. Anh đổ rồi. Như vậy là bên của Thảo đang uống rồi nhá. Bên của Vinh còn chưa mở được cơ các bạn ạ. Ừ. Rồi, cẩn thận cắn nhầm vào tim của sáng. Này như bú sữa rồi các bạn ạ. Băng ngoặt đừng làm một cái. Chúng ta đang uống băng ngoặt nói thế là sặc luôn. Kìa cố lên. Thảo gần hết rồi, cố lên. Lên. Rồi, yeah. Như vậy đội của côn xong trước nhá. Xong trước chỉ khoảng mấy giây. Thắng rồi, vẫn còn em ơi. Rồi các bạn ơi, vậy là một lần nữa Vinh với Sáng lại thất bại trước tôi và Thảo nha. Hai thằng có nói gì không? Các bạn, thế mà anh Côn kêu lại thế nhỉ? Các bạn, mình, em ơi, bị yếu, có cắn được đâu, có xảy được đâu, khó quá. Bọn tôi còn chưa đẻ, bọn tôi còn lấy tay vặn ra cơ. Anh Côn uống hết rồi, tôi còn chưa cả vặn được xong. Các bạn ơi, hai thằng này thi xong rồi nó mới khai và chơi đẻo lấy tay vặn ra rồi các bạn ơi. Thế ra là Sáng chỉ mẹ nó chơi xấu, nó thấy tôi không vặn, không thì tạo được lắm. Đây là lấy tay nó vặn mới ra luôn. Tại vì tôi thấy Sáng Su liền răng vặn. Quá ra rồi. Xoáy cho nhanh tôi dẻo anh Côn. Tại vì anh còn đang quay với anh Côn. Tôi chứ không thì vặn ra. Nhưng mà nếu mà Sáng thì kẻ không liền răng thì bây tôi đã thấy thật. Chắc chắn là thắng. Nếu mà anh mà không liền chắc chắn là anh em mình thắng. Còn tôi thì phút mốt cái chai này nó xong rồi. Tại vì tôi răng đã chắc sẵn rồi. Đấy. Rồi các bạn ơi, vậy là đội bạn lại không có cơ hội lấy 1 triệu đồng tiền tươi à? Rồi các bạn ơi, vậy là qua 5 trò chúng tôi đã thắng 3 nhá. Rồi nếu các bạn thấy clip của anh em chúng tôi hay, hãy like và chia sẻ video cho mọi người khác cùng xem nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào.